Thông số kỹ thuật là 2 bass 30 và 2 kép 250, đây là một chiếc loa công suất khủng. Và đặc biệt đây là anh chị mình xem, đây là mẫu loa bass gân mút. Gân mút này nó sẽ ra tiếng bass nó sâu hơn và chất giọng ca sĩ nó sẽ trở nên mềm mại hơn, rất là phù hợp cho anh chị mình chơi ở không gian trong nhà đó, chơi trong nhà ha, hoặc là những buổi tiệc ấm cúng và nghe nhạc trữ tình bolero rất là hay. Ưu điểm của cái gân mút này nó chính là tiếng bass sâu và trầm, nó sẽ sâu và trầm hơn so với lại gân vải đó. Gân vải thì nó sẽ ra được cái tiếng nó sẽ sáng hơn, nhưng mà về cái dãy âm trầm thì nó sẽ không bằng gân mút nha. Gân mút sẽ ra âm trầm nó tốt hơn. Giống như anh chị mình xem những cái loa súp, thường loa súp là nó sẽ sử dụng gân mút đó, gân mút nó sẽ ra cái tiếng bass sâu hơn. Rồi, tất cả mọi người cùng nghe một đoạn nhạc. Đen tuyền từ trên xuống rất là đẹp đó. Và hôm nay em sẽ khui mặt lưới và cho tất cả mọi người đây, anh chị các bạn đây xem nội thất bên trong của chiếc loa đó. Mình sẽ xem về bass kép đó. Và loa này là sở hữu, đây là chức năng của trên loa, thì bao gồm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nút điều chỉnh à. Về echo nè, có âm lượng tổng nè, kép bass, guitar, mid von, mid kép, mid bass, echo, repeat, delay. Đó, khi mà echo delay mà có thêm chức năng repeat nó sẽ ca, nó sẽ hay hơn so với lại echo delay ha, hoặc là echo delay reverb thì sẽ hay hơn. Đó. Sẽ qua một bài khác. Mọi người cùng nghe thử ha. Dệt nơi nơi
mẹ già run run tay gậy chú tiễn con lúc trời hừng đông. Nhịp điệu cha cha cha. Mọi người cùng nghe thử một đoạn nhạc acoustic nha, ca sĩ Phương Phương Thảo. Đây, chất âm đến từ chiếc loa này rất là tuyệt vời. Bass kép, âm thanh nghe rất là hoàn hảo ha. Đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, nhớ mắt môi thiết tha một chiều gió nhẹ bay, nhớ chẳng người ấy tình đầu anh giờ đang ở nơi nào. Bao lần hẹn hò dưới mưa, từng chiều mình lang thang, mà giờ đây anh đang trốn nào biết chẳng em. Rồi, giờ anh sẽ đổi một bài khác, bài Tết Bát để tất cả mọi người cùng nghe thử tiếng bát. Bát cực mạnh trên loa nha, nhạc này có bản quyền nên anh sẽ bắt một ít thôi, âm lượng là chỉ mới có 30%. Chiếc loa hai bass 30 mà nó đánh ra được một cái chất âm trầm rất là tuyệt vời. Và bây giờ sẽ là một đoạn nhạc tiếp theo. Karaoke và tiếng micro, mọi người cùng xem tiếp tục video nha. Anh 1 2. Piso K9212 bắt đôi 30 2 kép 250. Nhìn chung xa ai còn vẫn hương sông hồ, mà nơi đây bóng rừng bước phiêu du. Ở đây có bếp và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vừng em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Đó, đây là tổng quan về chiếc loa Piso K9212. Chị mình có nhu cầu đặt hẹn tư vấn có thể liên hệ em 0915 486 462 hoặc 0962 809 867 nha. Hiện tại em đang quay tại chi nhánh loa kéo Piso quận 8 C3 C29 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, là ngay cầu Chánh Hưng xuống cây đèn đỏ thứ hai là tới nha, rất là gần.
Rồi là anh chị mình có thể ghé bên chi nhánh Gò Vấp 448 sạc 20 sạc 4 Phan Rí nha. Và em có một chi nhánh ở Bình Dương, số 1 đường số 2 Thủ Dầu Một Bình Dương. Cảm ơn anh chị mình đã xem video. Chúc anh chị mình một buổi chiều thật nhiều niềm vui nha.